và lắng nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị. Lúc sanh nở nhất định phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng rõ ràng, chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi, lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm trong tâm do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sản phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng phải niệm rõ ràng ra tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy ra tiếng. Nếu pháp ấy được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ sanh sản. Và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết sanh vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lợi khắp hết thảy. Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của các vị thánh. Do tâm đại bi lợi khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Trong 500 danh hiệu có một danh hiệu là Nhất Tâm Định Lễ Nam Mô Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thâm Bồ Tát. Hôm nay mấy cô năm mấy 60 đều hết đẻ rồi phải không? Vậy giờ nghe cái này có lợi gì không? Có không? Về nói ra rã với mấy đứa con á, nó mới 5-6 tuổi nó chưa đẻ là nói rồi cho nó nhớ đi. Chứ nói ít là nó không nhớ, nó đẻ nó không có niệm đó. Trời, cái chuyện này nó chính xác 100% luôn. Mình chỉ nghĩ nghe tổ nói thì tin tuyệt đối, nhưng mà mình chưa có chứng nghiệm cái ca nào đặc biệt. Cái hôm bữa cái tự nhiên cái gọi qua bên Hàn Quốc, tại vì cô Dung này á, cô có cái duyên để mà đi lo cho mấy cái người mà sanh đẻ hôm trước, chúng tôi cũng kể chuyện cho cổ một lần rồi đó. Thì cổ gửi bột về để cúng dường trai tăng ngày 13 tháng 11 âm lịch là ngày Vía Di Đà. Mà cô này ngộ nha, cô không có đồng ten nào trong túi hết trơn. Ông chồng bị bệnh nằm ở nhà ăn lương bệnh, cổ đi vòng vòng các chùa vậy thôi, không có tiền gì hết trơn á. Mà cô đề sướng lên vía Phật Di Đà, cô biết ơn Phật Di Đà để làm lễ trai tăng. Cái tự nhiên có mấy cô gửi về. Hôm bữa có cô đã gửi về 300 rồi, từ từ cô chuyển tiền về. Cô lo cái lễ trai tăng mà còn hơn lo cái thân cho cổ, hơn lo việc cho gia đình cổ, cô lo dữ lắm. Cô cứ nhắn tin cô hỏi thiếu cái gì rồi lo khách sạn. Kêu ủa sao cô này cô lo cho người ta dữ vậy, 50-60 người về, có người ở Hàn Quốc nữa về mà sao cô lo chỗ ở, lo xe cộ, cô lo cho người ta khang à. Xong rồi bữa đó điện qua nói rằng là nhận được bột rồi, có nhận được 300 triệu rồi, còn 2 tháng nữa đó, mà cổ bây giờ cô lo rồi. Cho nên chúng tôi nói cái người mà lo cho người khác là phước báu rồi, mình nguyện cái gì cũng được. Rồi cuối cùng vừa điện qua cô nói: sư phụ ơi, em Huệ hôm trước cái về thăm sư phụ có một đứa con trai rồi, bây giờ nó sanh tiếp một đứa nữa mà bây giờ nó sanh không được, chết rồi, sao sư phụ có gì giúp không? Thì kêu à, cái này trong văn sao có nói rồi. Có niệm Quan Âm không? Kêu có, con chỉ cho em Huệ niệm thầm thôi, chứ niệm ra tiếng sợ nó đau quá, nó mệt, nó đau 24 tiếng đồng hồ. Bác sĩ bên hàng chích thuốc vô cột sống, nắng rồi đè mà mụ làm đủ kiểu mình không ra. Vì cái lúc mà từ khi mang cái thai này đến 7 tháng thì nó thích nằm một chỗ, nó không muốn đi làm gì, nó ăn ngọt ăn đường. Cho nên từ 52kg mà nó thành 80-mấy kg, là mình biết nó mập cái cỡ nào rồi. Mới cái 2 tháng mà nó mập vậy đó. Bây giờ sao sư phụ? Kêu trời ơi, cái này đơn giản, vô nó niệm ra tiếng đi. Hồi nãy giờ con niệm ra tiếng nhưng mà con nói nó niệm thầm đi. Kêu chỉ như vậy là sai lời của tổ rồi, niệm thầm bế khí không đủ lực đẩy ra đâu, chạy vô nó đi. Kêu nói là thầy nhàn điện qua rồi, kêu em niệm ra tiếng đi. Cái rồi nó kêu dạ thôi con nghe lời sư phụ, con chạy vô con kêu niệm. Mà khi vô thì bác sĩ nó nói đến chiều một là mổ lấy ra, còn hai là đi về đi, chích thuốc làm đủ kiểu rồi, con nhỏ này khó sanh quá. Mấy bác sĩ hàng nói vậy đó. Nó vô kêu em hệ niệm ra tiếng đi. Kìa, ai nói hồi nãy giờ chị qua giờ chị chỉ em niệm thầm, bây giờ chị chỉ em niệm ra tiếng, em mệt quá rồi không biết em niệm nổi không. Kêu thề cái cứ niệm đi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Biết mấy người đâu đẻ người ta niệm không? Vừa niệm mà vừa rặn nữa. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi, bắt đầu ra tiếng, từ từ cái bắt đầu quên mệt, quên rặn luôn. 15 phút sau làm cái ó cái ra luôn. Hay thiệt. Thầy không đẻ thầy biết càng rặn càng mệt, bảo đảm luôn.
trời ơi. Rồi sao tự nhiên mình cũng quan tâm, cái nửa tiếng sau đi vòng vòng hỏi đẻ chưa, ô đẻ rồi, đẻ rồi, đẻ rồi. Nó làm mắc cười. Cảm ơn sư phụ. Trời ơi em quệ, không có cái đĩa nào mà nó bỏ hết trơn. Mà người nghèo nó cũng giúp luôn. Rồi mỗi lần chay tăng đồ ra về nó phát tâm nó lo lắm. Do nó có cái duyên với sư phụ á, nó nghe pháp của sư phụ á, mà nó khuyên người ta là khi có con đừng nổi nóng bởi vì sữa có độc, cho nó không có nhớ đến cái đoạn là phải niệm lớn tiếng chứ niệm nhỏ tiếng là bị bế khí không đẻ được. Trời ơi nó cảm ơn sư phụ quá chừng, cho chiều không thôi là nó mổ nó đuổi về là chết rồi. Cái nó cứ cảm ơn sư phụ ngăn cho Bồ Tát gia trì, Bồ Tát gia trì, nó cứ nói hoài. Rồi kêu giờ đẻ làm sao rồi, cái trời ơi thằng nhỏ dễ thương lắm. Rồi kêu chụp hình gửi cho thầy coi, thầy coi chụp ra cái thằng nhỏ nó như trái đu đủ chút xíu rồi nè. Bả thì bả nằm 180 kg thiệt to, thằng nhỏ chút xíu chút xíu. Nó đang nhắm mắt. Trời ơi đúng là tổ nói đúng. Thì chúng tôi mới nói là tổ nói cái chuyện sanh đẻ đúng rồi thì cái chuyện gì cũng đúng hết trơn, đúng không? Cái chuyện gì cũng đúng hết trơn. Hay. Cuối cùng nó cứ kêu do em Huệ này có tính tâm với tịnh thất Quan Âm lắm. Cái lúc trước 2014-15 đủ thứ chuyện ì xèo trên mạng, em Huệ nói là phải theo pháp của thầy Giác Nhàn thôi, trước gì sau gì cũng phải qua nạn đó thôi. Trời bây giờ cảm ơn ổng quá trời, không có ổng sao đẻ trời. cái đạo lý, cái chỗ mà muốn sanh, trời cái tâm lực mà khi muốn như vậy rồi cái năng lượng nó hao cái năng lượng cho nên đẻ không được. Mà công nhận quý vị không niệm mà đẻ được hay thiệt, giỏi thiệt nha. Không thiệt á. Bởi vì sao? Khi mà mình suy nghĩ một cái điều đó không được nó mệt dữ lắm. Muốn đẻ mà đẻ không được mệt lắm, muốn rặn mà rặn không nổi cũng mệt dữ lắm. Còn gì? Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, quên đi, bắt đầu nó tạo thành một cái năng lực làm cái ót cái ra luôn. Hay thiệt. Kiểu đợt này lên phải nói cái câu chuyện này. Thì Ấn Tổ mới nói nè, nếu truyền bá chuyện này, nếu phổ biến chuyện này thì lợi lạc chúng sanh vô cùng, không thì con chết mẹ chết. Vì cô Huệ này cô ăn nhiều quá cho đứa nhỏ nó cũng to ra đó, cho nên sanh ra không được. Cho nên mới nói là sanh khổ, đúng không? Sanh khổ không? Khổ lắm đó. Nhiều người không biết cái cách này, lúc đau hoảng hốt con da tới gì chậm không cho sanh. Có một cái bà đó, bà chưa niệm Quan Âm bà sanh không được. Vừa niệm Quan Âm cả gia đình niệm Quan Âm, thấy cái miếng vải màu trắng tuột ra, đứa con rớt ra. Thì Ấn Tổ nói là on gia nhiều đời, hôm nay thấy mình hoảng hốt sợ hãi, gặp nạn cho nên nạn sanh đẻ đó, cho nên nó chặn lại không cho sanh. Thì dám chắc là lúc trước mẹ của Giác Nhàn sanh chắc chưa biết đạo Phật, chưa có biết gì, chưa có biết niệm Quan Âm, vậy mà sao bà sanh cũng hay dữ ta. Chắc là còn cái phước để mình ra đời, chỉ còn cái phước ra đời. Bây giờ mình mới ngồi mình nghĩ lại nè, quý vị có đồng cảm nghĩ như Giác Nhàn. Sao mà mình dám đem thân mạng của mình vì cái gì mà mình giao cho cha mẹ mình ta? Nhất là giao cho mẹ mình. Sao mình si dại, mình chui vô trong đó? Si dại quá. Họ thích thì họ để, không thích họ phá thai, họ giết mình như không. Cái mạng của mình giao cho mẹ mình mong manh như chữ mành treo chuông, giao chứng cho ác rõ ràng. Không phải nói bà mẹ nào cũng ác, mà bà mẹ nào phá thai là bà mẹ đó ác dữ lắm ạ. Đừng có đổ thừa hoàn cảnh. Hôm bữa chú Quảng Tịnh nói có một cái nước đó, họ nói là nếu mà phá thai á là bắt bỏ tù 3 năm. Trời ơi cái nước đó tự do mà họ biểu tình quá trời, họ không chịu. Cho nên mình nói, ủa sao mình không niệm Phật mình vào thai sen để Đức Phật đưa về Cực Lạc. Tin Phật cái Di Đà không tin, mà lại tin mấy cái bà đó, mình vô trong đó láng sáng họ giết mình như không. Bây giờ muốn trở lại nữa không? Trở lại coi chừng không toàn tánh mạng đấy. Bởi vì đời này ăn thịt nhiều quá mà sát sanh nhiều quá, thọ mạng ngắn, vô đó nó khiến làm sao? Thế vậy đứa đầu lòng nó đẻ gan, đứa thứ hai nó diệt, đứa thứ ba nó diệt, đứa thứ tư nó diệt. Ê cô đó, cô nói mắc cười, con sanh con kêu con đẻ một đứa thôi, còn đứa nào ra là con diệt hết. Thì mình vô mà trúng đứa thứ hai là mình tội mạng rồi. Giao chứng cho ác không? Nguy hiểm. Thôi tôi biết rồi bà ơi, tôi bây giờ phải vào thai sen thôi. Muốn vào thai sen phải tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tích lũy tín nguyện hạnh.
vào một cái thai sen ở trong đó, thân tứ đại trả về cho tứ đại, tâm thức của mình vào trong liên thai, Đức Phật A Di Đà dùng thần lực nhiếp thọ đem về trên đó hàm dưỡng. Sanh ra thấy Phật, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, hạ hạ phẩm vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ. Người này đã liễu sanh thoát tử rồi, bằng với A-la-hán không còn sanh tử luân hồi nữa rồi. Có cái gì sướng bằng không? Có cái gì sướng bằng chuyện này không? Bây giờ mình lại không chịu niệm Phật, niệm sơ sơ, niệm tà tà, niệm rai rai, không quyết tâm giảng sanh, rồi tạo bao nhiêu thứ nghiệp, rồi cuối cùng gì? Vào bụng mẹ còn đỡ, vào bò súc sanh nữa là mới đáng thương. Nguy hiểm vô cùng. Tam giới không an như nhà lửa. Lắng nghe chỗ này nè. Các Bồ Tát nói câu này, số các vị học hiểu giáo lý mà không có hành trì pháp môn tịnh độ, ngông ngông nghênh nghênh là hay nói như vậy nè: tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, pháp gì cũng là Phật pháp, ăn thịt cũng là Phật pháp. Họ ăn chay không được cho nên họ diễn cớ vậy đó. Nhất thiết cảnh, giai thị Phật cảnh, tất cả các cảnh đều là Phật cảnh. Đây là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật nói câu này được. Còn hàng phàm phu nói tất cả các pháp đều là Phật pháp, pháp thế gian là miếng thịt, ăn vô luôn cũng không sao, nó là Phật pháp hết. Thì tế điên Bồ Tát làm được, ăn một miếng thịt gà vô, hả miệng cái con gà sống nó bay ra. Ấn Tổ nói mình ăn một miếng thịt gà vô, mửa ra còn nguyên miếng không được, nó thành phân rồi. Mở ra thành 11 khối thịt đó, nguyên khối đó còn không được, cho đừng nói là con gà. Thì đâu có nói tất cả các pháp là Phật pháp được, tất cả các cảnh là Phật cảnh được. Mà phải nói là tam giới không an giống như nhà lửa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là nhà lửa. Phải nguyện vãng sanh đi, phải chán đây ưa kia, đó là người tu tịnh nghiệp. Trời, mới hôm qua đọc chỗ này hay quá, tổ sư hôm qua nói hay quá, không thực sự là hay. Nói để cái hàng phàm phu của mình biết mình. Cái nhiều người nói mình là Phật cần gì niệm Phật, lòng mình là chay cần gì ăn chay. Ấn Tổ mới nói ông nói cái kiểu đó là Bồ Tát. Nếu ông nói kiểu đó thì ông ăn miếng thịt vô á, thì ông mở ra là còn nguyên khối giùm tôi thôi, chưa nói giống là mở ra là con gà. Ăn vô chấp 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 còn thấy ngon quá là tạo thành nghiệp đó. Thì phải biết cái pháp nào là cái pháp của thế gian, không xài được, bỏ nó qua một bên. Cái pháp nào là cái pháp của thế gian, sử dụng được, dùng. Nước trong sử dụng được, trì đại bi niệm Phật thành cam lồ, dùng được. Rượu cũng là nước, không dùng được, đúng không? Đến nỗi trứng gà ngài cũng kêu không có cồ, cũng không dùng. Có cái ông đó, ông ăn trứng gà quá chừng luôn, cái ông đau bụng, cái ông thầy thuốc ông kêu lấy tỏi á, giả ra cho uống vô, cái mửa ra gà con không còn lông luôn. Ghê. Cái nghiệp ăn trứng gà, cái trứng gà không cồ mà nó, cái tâm thức nó biến con trứng gà đó thành con gà có lông luôn. Không thể tưởng tượng được, cái tâm thức con người nó kinh hồn, nó tạo nghiệp không thể nào tưởng tượng. Quảng hồn kinh lúc đó không dám ăn trứng, không có cồ nữa. Ở trong này ai có ăn trứng gà không? Đến nỗi sữa bò mà dắt ra con bò nó cũng đau đớn. Đứa con mình nó bú, nó ngậm ngậm, nó cắn cái vú mình cũng đau muốn chết rồi. Vậy mà con bò gì? Đè nặng cái sữa nó ra để mình uống. Ngày kêu cũng không nên uống sữa. Quá cỡ. Ông Tổ ông quan sao ông kỹ dữ vậy trời. Kỹ như vậy thì bọn phàm phu mới có cơ may giảng sanh. Nãy giờ nghe nó thấm thí được không? Nhớ ngàn, nhớ nhắc ngàn, về nói cho con cháu ngàn. Chừng nó sanh nở phải niệm Quan Âm ra tiếng nha. Mình cũng phải niệm ra tiếng luôn à. Cái này hệ trọng vô cùng à. Rồi khi sanh nở rồi, nếu mà bực tức á, là phải ngưng lại nửa tiếng hoặc nửa ngày. Ít nhất là nửa ngày chứ không phải nửa tiếng đâu. Để cho cái tâm bình khí hòa, sữa này nó trở lại bình thường. Chứ mà cho nó bú vô một cái là gì, nó ngã lăn là nó chết. Nếu không chết thì cũng 2-3 tiếng, hoặc 2-3 ngày, không thì nó cũng tàn tật. Cái chuyện này quan trọng.
tâm biến sữa thành chất độc, tâm biến toàn bộ máu thành chất độc vì tâm sân hận, tâm bực tức, tâm ganh tị. Mà tâm này mà vì người lợi người, tâm này mà có lòng vị tha thì sữa và máu là nó mỹ lệ, nó đẹp và nó tốt nhất. Trời, từ khi mà hiểu sâu xa ra cái chai nước này, nhiều lúc vừa khởi niệm nghi ngờ người đó một cái gì, cái à này ngàn nước xấu á, ngàn nước xấu á, không, sự thật là vậy. Hay lắm. Vừa khó chịu cái gì một cái là nước xấu á ngàn, máu xấu á ngàn. Vừa ngủ nhiều cái ơi, máu ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều nó cũng thành tâm cho ngủ dục, tài sắc danh thực thì mà răng về từ từ trở thành thân mình mỹ lệ, không bệnh tật. Lắng nghe nè, 48 cái khổ: sanh, già, bệnh, chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thì cái bệnh khổ là cái này là nan giải nhất. Sanh thì mình đã sanh ra rồi đúng không? Nếu sanh không được người ta phá thai, mình chết rồi mình cũng biết mình ở đâu đi. Già thì nó cũng già từ từ đúng không? Nó già từ từ chứ, cũng chưa thấy cái sự khổ xuất hiện trước mắt. Bệnh khổ xuất hiện trước mắt rõ ràng nhất đúng không? Mà trước giờ trong này có ai không bệnh không? Có bệnh cảm, bệnh sốt, bệnh không có ai mong bệnh hết trơn đúng không? Thì cái bệnh khổ đó sao giải quyết đây, và hiểu nguyên nhân nó từ đâu đây, không phải bỗng không đâu. Nguyên nhân của nó: sát sanh, ăn thịt chúng sanh. Cái chỗ này hệ trọng nè. Cái người mà sát sanh, giết loài súc sanh á, thì thọ mạng người này ngắn, lòng sân hận bực tức. Khi giết nó rồi, toàn thân của mình là biến dạng máu độc hết, rồi ăn cái thịt độc đó vô trong con người mình nữa, thì con người này gọi là ăn độc. Lắng nghe nè, lắng nghe, con người sở dĩ chết sớm là lý do này nè. Khi ăn độc á, ông tổ nói trong thịt có độc, ít có ai tin điều này. Và khi ăn độc rồi á, toàn thân nhiễm độc, tâm cũng nhiễm độc luôn. Vì tâm người này ác mới ăn thịt được, chứ tâm người này mà nghe trong kinh nói là tứ sanh phụ mẫu, gà vịt heo chó đều là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai, thì chắc chắn không dám ăn. Mà khi ăn trong thân tâm mình bị độc rồi, uống độc, uống bia, uống toàn là những cái loại độc không có một vị đó. Họ uống bia vô, cứ ăn cơm là phải uống ly bia, uống chút rượu, uống riết xong rồi 90 mấy, hôm nay 94 tuổi rồi mà 10 năm nay không biết gì, cứ nằm trên giường đi cầu ra ăn chỗ, rồi thả miệng đút thì vô, xong rồi ăn xong gì cái bộ máy nó còn tiêu hóa được, cái bắt đầu đi tại giường luôn, đại tiện đại giường luôn, tiểu đại gì ra đại giường hết luôn, mọi người phải dọn. Bây giờ uống bia hết nổi rồi mà cái dư âm mà cái lúc trước uống đó, cái men bia với hai nữa uống vô nó mất cái trí tuệ đó, bây giờ là không biết gì luôn rồi đó, nằm một chỗ luôn rồi đó, 90 mấy tuổi còn bộ xương mà chưa chết. Thì hỏi lại cái vị mà chăm sóc thì kêu lâu lắm rồi, mấy chục năm nay rồi, mỗi lần ăn cơm phải có một ly bia. Đừng có nói bia là nó không phải như rượu, uống được ngang, lắng nghe ngang cái chỗ này ngang. Uống độc rồi, ngửi không khí độc nữa, rồi nghĩ độc nữa. Nghĩ độc là nghĩ tham sân si, buồn giận tức tối, toàn thân là độc. Rồi uống độc rồi ăn độc thì người này phải chết sớm, đúng không? Chết sớm, chắc chắn người này phải chết sớm, bây giờ toàn thân tâm đã nhiễm độc rồi. Còn một cái gì nguy hại hơn ăn độc, uống độc, ngửi độc nữa? Lắng nghe nè, trong văn sao ngài nói đó: nếu không giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục, hạn chế cái chuyện ăn nằm phần the, tích lực của người này hao tổn do không giữ được cái dục vọng lấy dục làm vui. Người nữ cũng mất sức, người nam cũng mất sức, và mất sức đến cái lúc người này phải chết nhanh lắm, nhanh lắm. Cho nên hôm nay mình biết như vậy rồi, mình phải hết sức thận trọng răn dè. Chồng mình không biết tu hoặc vợ mình không biết tu, mình phải nhớ cái chuyện này, và mình phải gì? Hạn chế,
giữ sức khỏe và giữ cái thọ mạng cho người chồng, cho người vợ mình. Khi người lấy dục làm vui thì người này mãi mãi ở trong cõi dục này và bị đọa lạc. Không lấy niệm Phật làm vui thì làm sao niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Cái người niệm Phật là người ta lấy niệm Phật làm vui, luôn luôn nhớ Cực Lạc Tây Phương là mình chuẩn bị được Đức Phật A Di Đà đón về rồi. Thế nào cũng có phần, trước sau gì cũng có phần. Không sớm thì muộn, thọ mạng còn cũng có thể về, mà không thì thọ mạng hết cũng phải về. Người ta lấy chuyện này làm vui thì người này chắc chắn vãng sanh.